Dạ vâng, đoàn nghề ô tô của Hải Phòng hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2018 mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ 1.6 máy xăng, mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A54088. Một mẫu xe Kia Celato trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn như túi khí ABS, gương kính chỉnh điện và cụp xe bản full cửa sổ trời. Một mẫu xe Kia Celato, một mẫu xe lướt sản xuất 2018 hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Một mẫu xe Kia Celato, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, sơn si thì màu đen, la răng đúc 4 bánh, trang bị phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Đấy, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, form dáng thì rất là phong cách thể thao, rất là đẹp luôn các bác nhá. Động cơ chỉ với 1.6. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, cứ nhấc máy lên alo cho em. Anh ấy ơi, có cái dòng đấy thì anh không đúng chân cái dòng đấy đâu. Rồi ok. Phải nói là rất là đẹp các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Kia Celato, keo chỉ zin, máy số zin. Vâng, một mẫu xe Kia Celato này thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, bên em có hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến 60% giá trị của xe. Vậy thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng hơn 200 triệu một chút, có thể đánh được một mẫu xe Kia Celato này về sử dụng các bác nhá. Đấy, chỉ với hơn 200 triệu đồng thôi. Đấy, tay lắm mở cửa Opilock mạ chrome. Đấy, lốp dép này. Đấy, lốp dép thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, phanh đĩa 4 bánh này. Tất cả những hệ thống cua lốp này, không có một chút mục mọt nào các bác nhá. Không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu đồng thôi. 200 triệu có thể sử dụng một mẫu xe Kia Celato. Đấy, sản xuất 2018 này. Đấy, dòng Kia Celato thì nó có cả vùng điều hòa phía sau các bác này. Bẹ bậc lên xuống này, Opilock mạ chrome này. Phần này, hệ thống táp ly cánh cửa này. Đấy, táp ly cánh cửa các bác nhá. Vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa này, không có một chút mục mọt nào các bác nhá. Hệ thống keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ của em nó keo chỉ zin. Keo chỉ zin, máy số zin. Vâng, một mẫu xe Kia Celato phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Bản full cửa sổ trời. Đấy, bàn phím tích hợp trên mô lăng, gương kính chỉnh điện, đề lỗ startup, màn hình Android. Đấy, đầy đủ các bác nhá, đầy đủ. Đấy, đầy đủ đồ chơi luôn. Đấy, cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, bao zin cả xe cho các bác, bao test hãng các kiểu con đà điểu cho các bác nhá. Đấy, chỉ cần bỏ ra hơn 200 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2018 này. Đấy, rất là đẹp luôn, bao zin bao phê cho các bác. Đấy, lót sàn 3D, 5D đầy đủ các bác nhá. 3D, 5D đầy đủ các bác này. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp và xịn sò các bác nhá. Nội thất thì rất là tươi rồi. Cửa lẻo thì rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, rất là nhiều những tính năng an toàn luôn. Đấy, đây là các bác này. Đây là phần hàng ghế đằng trước này. Màn hình Android này. Cam nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy, túi khí cũng như ABS luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Bệ bậc lên xuống thì đã được Opilock mạ chrome rồi. Tất cả những con ốc của nó này chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn các bác. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Đấy, bao zin cho các bác luôn. Bao zin bao phê cho các bác. Một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2018 các bác nhá. Đấy, đây là phần táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, các bác xem và cảm nhận này. Mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, bao zin cơ các bác luôn. Bao test hãng các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, đặc biệt bên em có hỗ trợ làm góp ngân hàng
lên đến 60% giá trị của xe. Đấy, vậy thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 200 triệu thôi, 200 triệu đã có thể sở hữu một mẫu xe Kia Celato. Đấy, đẹp tuyệt vời các bác nhá. Đấy, sơn si thì đấy, độ đồng sơn zin của nó còn khá là nhiều luôn. Đấy, đèn bi siêu sáng các bác này. Đấy, trang bị đèn bi siêu sáng các bác nhá, nguyên bản theo xe luôn. Đấy, đèn bi siêu sáng nguyên bản theo xe, bản sedan 2 đầu, khối động cơ chỉ với 1.6 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. 7 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Đấy, máy số zin, keo chỉ zin, đấy, hệ thống đèn pha này. Đấy, nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Đấy, xi nhan báo rẽ trên gương này. Đấy, gương kính chỉnh điện. Đây là phần hệ thống quả lốp này. Lốp dép của đằng trước bên lái các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp này. Đấy, không có một chút mộc mạc nào luôn. Đấy, sơn si để bóng bẩy này, soi được cả gương các bác nhá. Đấy, sơn si soi được cả gương các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bóng bẩy đẹp đẽ rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Còn đây là phần hàng ghế đằng trước các bác này. Đấy, bệ bạc lên xuống này. Ghế điện các bác này. Đấy, ghế điện các bác nhá, ghế điện 4 chiều các bác này. Đấy, ghế điện 4 chiều các bác nhá. Đấy, lên này. Xuống này. Đó. Ngả ghế này. Đấy, rất là ok luôn. Chân phanh chân ga này. Lót sàn 3D 5D đầy đủ luôn. Ốc ác vẫn còn sơn chấm 7 màu, chưa hề động đến kalem mỏ led. Phần táp ly cánh cửa này. Đấy, táp ly cánh cửa các bác nhá. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái này. Đấy, xây ghế nhớ ghế đầy đủ các bác nhá. Đấy, nhớ ghế đầy đủ này, 1 2 này. Đấy. Tất cả hệ thống khung cánh cửa. Đấy, keo chỉ của xe. Đấy. Bệ bật lên xuống này. Hệ thống thông số kỹ thuật. Đấy, ốc ác này, chưa hề động đến một chút cà lê mà lết các bác nhá. Đấy, ngày hôm nay cũng là ngày mùng 9 Tết rồi. Đấy, mùng 9 các bác nhá, mùng 9 Tết. Đấy, mai là ngày mùng 10. Đấy, ngày vía thần tài. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, ngày vía thần tài em sẽ tặng cho các bác 3 chỉ vàng. Đấy, 3 chỉ vàng luôn các bác nhá, 3 chỉ vàng. 3 chỉ vàng trên một đầu xe này. Đấy, hệ thống táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, mai là ngày vía thần tài, bác nào mà đến mua em sẽ tặng cho các bác 3 chỉ vàng luôn. Đấy. Keo chỉ zin, keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, bệ bật lên xuống này. Đấy, táp ly thì lét như là xô ly luôn. Đấy, không có một chút nào mà chảy xước các bác nhá. Đấy, hệ thống quả lốp này, lốp dép của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, lốp mitilin các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, la răng đúc này. Đấy, la răng đúc nguyên bản theo xe các bác nhá. Sau đây là phần hệ thống cốp sau xe này. Đấy, phần cốp sau xe các bác nhá. Bản sedan 2 đầu thì cốp của em nó rất là rộng rãi các bác nhá. Rất là rộng rãi luôn. Đấy, tất cả đinh tán răng giật này. Hai bên các bác nhá. Đấy, nguyên bản luôn. Phần tổng quan của lắp cốp này. Đó, tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Và đây là phần hệ thống của lốp xô cua này. Đây, hệ thống của lốp xô cua các bác nhá. Đấy, kích tròng này, sàn của nó này. Đó, nguyên đai nguyên kiện luôn. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Đó, gầm bệ này. Không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, một mẫu xe Kia Celato sản xuất 2018, mang phiên bản số tự động, khối động cơ 1.6. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 485 triệu đồng. Vâng, 485 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ cho các bác. Đấy, bao hồ sơ gốc về cho các bác, cũng như có cả vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em các bác nhé. Hệ thống bô lăng của em nó này. Đấy, bô lăng rất là đẹp luôn, chưa hề có sự hao mòn mấy các bác nhé.
Sau đây em sẽ lộ máy đây này, để lộ starter top các bác nhá. Đấy, máy thì để cái lỗ ngay, sờ cái lỗ ngay các bác nhá. Mặt đồng hồ này. Đấy, không báo một lỗi gì luôn. Đấy, không báo một lỗi gì các bác nhá. Xi nhan báo rẽ này. Hoạt động rất là trơn tru. Đấy, màn hình Android. Camera nồi đầy đủ luôn. Đấy, điều hòa auto. Vâng, điều hòa auto các bác nhá. Đấy, điều hòa auto, cam nồi đầy đủ rồi. Màn hình Android. Đấy, có cả đồng hồ các bác này. Hệ thống tablo của xe này. Đó, tablo này. Phần hệ thống quả số này. Phần phanh tay này. Đấy, có cả phanh tay điện tử các bác nhé. Cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đấy, chỉnh điện cụp xe các bác nhá. Nhớ ghế này. Đấy, nhớ ghế các bác nhá. Đây, hai này. Đó. Hoạt động rất là trơn tru. Đấy, gương điện này. Đó. Một mẫu xe phải nói đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Cửa sổ trời này. Đó. Đó, cửa sổ trời các bác nhá, hệ thống chắn nắng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bàn phím tích hợp trên bô lăng này. Đấy, bàn phím tích hợp trên bô lăng các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Và sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho quý vị và các bạn xem và tham khảo một mẫu xe Kia Celanto sản xuất 2018. Đấy, giá tiền 485 triệu đồng. Đấy, 485 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhé. Đấy, bên em có hỗ trợ làm góp ngân hàng lên đến 60% giá trị của xe. Vậy thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 200 triệu thôi. Đấy, 200 triệu có thể đánh được một mẫu xe này về sử dụng luôn các bác nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Kia Celanto sản xuất 2018. Động cơ của nó là 4 máy, động cơ 4 máy, máy 1.6. Đấy, bao zin, bao phê cho các bác nhé. Những cái lỗ ngang này. Đấy, vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Hệ thống phụ chi ABS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhé. Tất cả hệ thống ô giảm sóc này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, bao zin bao phê cho các bác luôn. Đinh tán giằng giật này. Đấy, nguyên bản các bác nhá, nguyên bản luôn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, một mẫu xe lướt. Đấy, chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu đồng thôi. 200 triệu đồng các bác có thể sở hữu một mẫu xe Kia Celanto sản xuất 2018 đời cao chót vót luôn. Đấy, máy móc này, máy lổ rất là êm. Đấy, động cơ của nó là 4 máy các bác nhá, máy 1.6 đây. Đấy, máy số zin, keo chỉ zin, gầm bệ thì rất là chắc chắn luôn. Dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Đấy, đồ đạc thì rất là dễ thay thế, không thay hoặc luôn. Tổng quan của lắp cabo. Đấy, tổng quan của lắp cabo các bác nhá. Keo chỉ của nó keo chỉ zin luôn. Đấy, máy đổ giòn tan luôn. Đấy, máy móc con này. Đấy, máy zin quá nhá, máy zin. Đấy, máy zin chưa hạ luôn. Dạ vâng, vừa rồi thì đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Kia Celanto sản xuất 2018 mang phiên bản số tự động, khối động cơ em nó là 1.6 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 485 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này nhấc máy lên luôn alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565.
Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.